Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Ngày 22 tháng 9, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Theo đó, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Bộ Chính trị nêu rõ, đề xuất đổi mới sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị nơi công tác, được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với hiến pháp và điều lệ đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm, các đề xuất đổi mới, sáng tạo, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế, phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm. Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ngày 22 tháng 9, đồng chí Phương Thị Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3 của các cơ quan khối Đảng, ban nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021. Trong quý 3, các cơ quan khối Đảng trực thuộc tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là Ban Nội chính tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ của cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức học tập, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận bằng hình thức trực tuyến, định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, định hướng dư luận xã hội. Ban Dân vận tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, báo Bắc Cạn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thành đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng lưu ý việc tham mưu triển khai thực hiện chỉ thị nghị quyết còn chậm. Các ban xây dựng Đảng cần nâng cao tính chủ động trong tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, ra soát, sắp xếp, bố trí sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường tính chủ động trong giải quyết công việc. Đề nghị các cơ quan, đơn vị ra soát lại những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra để tiếp tục có biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy trong lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương. Từ năm 2016 đến nay, công tác luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ được các đơn vị địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 35 ngày 29 tháng 8 năm 2016 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý. Đến nay, hầu hết các địa phương đơn vị đều đã xây dựng kế hoạch luân chuyển, quy định rõ những cán bộ cần phải luân chuyển, thời gian luân chuyển, yêu cầu đối với công tác luân chuyển. 100% huyện, thành phố đều thực hiện luân chuyển cán bộ từ huyện, thành phố về các xã, phường, thị trấn và mở rộng việc luân chuyển ngang giữa các xã, phường, thị trấn, các ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, y tế, tư pháp. Thực hiện tốt công tác điều động, tăng cường, biệt phái cán bộ từ cơ quan cấp tỉnh về làm việc tại cấp huyện hoặc điều chuyển giữa các huyện, thành phố. Từ năm 2016 đến nay, có 89 cán bộ lãnh đạo quản lý được điều động, luân chuyển, trong đó luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố 14 đồng chí, từ huyện, thành phố về xã, phường, thị trấn 26 đồng chí, từ huyện sang huyện 2 đồng chí, từ xã sang xã 47 đồng chí. Thưa quý vị, từ năm 2016 đến nay, huyện Bắc Nạm đã kết nạp được khá nhiều đảng viên trong vùng đồng bào theo tôn giáo. Số đảng viên là người theo tôn giáo hiện chiếm 3,81% tổng số đảng viên trong toàn huyện. Hiện nay, huyện Bắc Nạm có 35 chi đảng bộ cơ sở, 152 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với hơn 2.600 đảng viên.
Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp được hơn 50 đảng viên theo tôn giáo, nâng tổng số đảng viên theo tôn giáo lên 100 người. Đảng viên theo tôn giáo luôn gương mẫu tích cực vận động gia đình và đồng bào tôn giáo chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiệm kỳ 2020-2025 có 21 đảng viên được bầu tham gia cấp ủy, 9 đảng viên được bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ và tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có 6 người được bầu tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Trong 9 tháng đầu năm 2021, huyện ủy Chợ Mới đã tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính đảng, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy, chấp hành tốt các quy định về chế độ thu chi tài chính, tổng hợp thu nộp đảng phí. Đối với Đảng ủy thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức đảng chủ yếu là từ nguồn ngân sách cấp và nguồn đảng phí trích giữ lại. Để sử dụng hiệu quả, Đảng ủy đều xây dựng dự toán và có quy chế chi tiêu riêng của Đảng ủy để căn cứ vào đó quản lý, sử dụng đúng quy định. Hàng năm, Đảng ủy cũng tiến hành kiểm tra giám sát ít nhất một chi bộ về công tác tài chính đảng, công tác thu đảng phí, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của cấp trên. Đối với cái việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí thì cơ bản đối với địa phương thì cơ bản là thuận lợi. Qua kiểm tra giám sát thực hiện cái nhiệm vụ của các chi bộ cũng cơ bản là thuận lợi. Còn cái phần khó khăn thì chủ yếu là ở cái chi bộ trực thuộc thôi. Nên cái việc trích nộp đảng phí lên cấp trên 70%, giữ lại 30% thì rất khó khăn cho cái chi bộ trực thuộc để hoạt động. Thì hàng năm thì đảng ủy đều phải hỗ trợ các cái chi bộ trong công tác sơ kết, tổng kết của các cái chi bộ. Để công tác tài chính đảng thực hiện đúng luật và hiệu quả, Văn phòng Huyện ủy Chợ Mới chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai xây dựng và bảo vệ dự toán thu chi ngân sách, tham mưu phương án phân bổ kinh phí thường xuyên và không thường xuyên cho các đơn vị chuyên môn giúp việc cấp ủy đảm bảo hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy, thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng chế độ, tiết kiệm có hiệu quả, thực hiện tốt công tác công khai sử dụng ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản công. Đối với công tác thu nộp đảng phí, hàng quý huyện ủy thực hiện tổng hợp thu nộp đảng phí, lập và gửi báo cáo đầy đủ theo đúng thời gian quy định, thực hiện các nội dung chi theo chế độ quy định của Đảng và quy chế quản lý sử dụng quỹ dự trữ của cơ quan, hạch toán, kê toán theo chế độ kê toán các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp. Trong thời gian tới, thì Văn phòng huyện ủy sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy huyện sẽ thực hiện tốt hơn nữa luật ngân sách nhà nước cũng như luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các cái chế độ tài chính, tài sản và thực hiện và một nội dung nữa đó là thực hiện tốt chế độ đảng phí và chế độ chi hoạt động trong công tác tổ chức đảng. Và một nội dung nữa đó là nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý chung trong công tác tài chính đảng. Đây là những nhiệm vụ trong thời gian tới đối với Văn phòng Huyện ủy Chợ Mới. Ngoài việc tích cực tham mưu triển khai các nhiệm vụ công tác tài chính đảng, Huyện ủy Chợ Mới cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra tài chính đảng với cấp ủy cấp dưới để ngăn ngừa và phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, hạn chế trong công tác tài chính đảng, góp phần tích cực vào kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và bảo đảm việc sử dụng ngân sách đảng có hiệu quả. Thị trấn Đồng Tâm là một trong những nơi có phong trào dân vận khéo được triển khai hiệu quả của huyện Chợ Mới. Các mô hình được triển khai có sự định hướng từ cấp ủy với phương châm là xây dựng mô hình bền vững, có lộ trình thực hiện rõ ràng và phải được duy trì liên tục qua các năm. Một số mô hình được công nhận là tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn tham gia bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp của chi hội phụ nữ thôn Suối Hón, mô hình vận động nhân dân trong tổ phát huy nội lực xây dựng nhà văn hóa của tổ ban công tác mặt trận tổ 6, khéo trong xây dựng tổ chức mặt trận đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên hội viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Đồng Tâm, vận động nhân dân trong tổ đóng góp tiền công sức xây dựng công trình phụ, nâng cấp sửa chữa sân nhà văn hóa tổ dân phố tổ 1, vận động nhân dân trong tổ đóng góp tiền vật chất để xây dựng hành lang giao thông đường nội thị và quản lý trật tự hành lang đường nội thị tổ dân phố tổ 2, vận động nhân dân trong thôn giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp
thôn Nà Mố, tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn tham gia bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, chi bộ thôn Nà Khon. Thưa quý vị, sống giản dị gần gũi với mọi người, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng tạm dừng việc nhà để lo việc chung của thôn bản. Đó là một vài nét nổi bật về ông Đỗ Ngọc Tranh, trưởng thôn Bắc Thiên, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông. Mời quý vị khán giả cùng phóng viên thời sự đến thôn Bắc Thiên để tìm hiểu đôi nét về người đảng viên được bà con nơi đây quý mến. Đoạn đường bê tông này chỉ vài năm trước thôi là đường đất nhỏ hẹp, cây cối mọc chắn lối đi. Bà con trong thôn Bắc Thiên đã đồng thuận với chủ trương xây dựng nông thôn mới mà ban lãnh đạo thôn đưa ra để cùng nhau hiến đất, hiến cây, bỏ công sức làm đường. Không chỉ vận động bà con xây dựng nông thôn mới, mọi công việc của thôn, ông Tranh đều không nề hà. Nói đi đôi với làm, sâu sát đến từng hộ dân, thông tin phổ biến cụ thể mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp trên để bà con cùng thực hiện. Đó là những điều ông luôn cố gắng thực hiện tốt trong nhiều năm qua. Quan trọng nhất là vận động bà con nhân dân là thứ nhất là về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Thứ nhất là cái giống. Ví dụ bà con năm nay trồng cái giống gì tốt thì sang năm mình vận động bà con thì nên theo học hỏi và kinh nghiệm là trồng cái giống tốt. Thứ nhất là cây lúa về cái cây màu. Ví dụ cây màu thì cũng vận động bà con là mở rộng diện tích để làm cây màu, bởi vì làm cây màu là kinh tế nó mạnh hơn. Thôn Bắc Thiên hiện có 37 hộ dân với 165 nhân khẩu của 4 dân tộc cùng sinh sống là Tày, Kinh, Giao và Thái. Đời sống của bà con phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông lâm nghiệp. Chính vì thế, làm thế nào để bà con đoàn kết thi đua trong lao động sản xuất, giảm nghèo là việc khiến ông Tranh cũng như các đồng chí trong chi bộ đảng của thôn trăn trở. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, ba mũi nhọn trong phát triển kinh tế của thôn được xác định là trồng rừng, trồng cây nông nghiệp và nuôi cá. Hiện nay ở thôn Bắc Thiên, nhà nào cũng tự đầu tư trồng rừng, trong đó nhà ít nhất cũng có khoảng 2 hectare. Trong 25 hectare đất nông nghiệp của thôn, nhiều diện tích đã được bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng để mang lại hiệu quả kinh tế cao, như trồng dưa, trồng bí xanh, mướp đắng. Hiện nay khoảng gần 90% số hộ dân trong thôn Bắc Thiên có ao nuôi cá, với tổng diện tích khoảng hơn 3 hectare. Hộ nuôi nhiều mỗi lần tháo ao bán cá được 40-50 triệu đồng. Nhờ thi đua phát triển kinh tế, đến nay đời sống của bà con trong thôn ngày càng nâng cao. 100% các hộ đều có tivi, xe máy. Trong kết quả đó, có phần nhỏ đóng góp của ông Tranh và ông luôn được bà con tin tưởng, đánh giá cao. Mà làm như ông thôn trưởng này là như dân chúng tôi là được, đấy là tốt. Chỗ anh Tranh là anh tham gia các công việc ở trong thôn là nhiệt tình này. Xong là có cái công việc ở trên là chuyển tải là nhanh, xong là nhiệt tình với trong thôn, xong là có cái công việc gì là giúp đỡ các hộ trong thôn ạ. Sau 4 năm là trưởng ban công tác mặt trận của thôn, đến năm 2016, được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Ông Đỗ Ngọc Tranh luôn tâm niệm phải làm tốt nhất những việc chung của thôn và đặt việc chung lên trên việc riêng của gia đình. Có lẽ chính vì vậy mà ông đã luôn có mặt ở tất cả mọi công việc của thôn và được bà con bầu là người có uy tín trong cộng đồng dân cư nơi đây. Lòng của mình phải bằng thật, phải làm thật thì cái thứ nhất là bà con thì cũng tin tưởng lời nói và việc làm với trách nhiệm của mình. Đến nay, ông Đỗ Ngọc Tranh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành. Nhưng với ông, sự tin tưởng, quý mến của người dân trong thôn mới chính là phần thưởng ý nghĩa nhất. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chuyên mục Xây dựng Đảng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này lần sau.